Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Danh, hiện tại mình đang làm bên sinh hoạt trainer tại Bình Dương GIẢM CÂN ĂN. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một buổi tập luyện với huấn luyện viên tại Bình Dương GIẢM CÂN ĂN là như thế nào nha. Nào bắt đầu thôi.